Em có một mối tình đơn phương 2 năm ạ. Em có thể hiện cho bạn đó biết không? Dạ có, nhưng mà bạn ấy có người yêu rồi. À, thế rồi rồi một mối tình đó thôi chứ trước giờ chưa có để ý ai, chưa có yêu ai hết trơn hả? Không, em cũng để ý nhiều người. Nhưng mà người ta không có để ý em. Vậy mà có người nhiều lông tai vẫn hói. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Dạ. Giới thiệu về mình đi em. À, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Chu Thị Nhung. Năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kế toán cho công ty vaccine. Làm ở quận mấy Nhung? Em làm ở Tân Bình ấy. Rồi, mời bạn trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin kính chào anh Quỳnh Linh, em kính chào chị Cát Tường. Kính chào quý vị khán giả đang ngồi trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Chào cô gái bên cô gái hàng xóm. Chào anh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Cáp Duy Vương. Em năm nay 28 tuổi. Em hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. À, điểm mạnh với điểm yếu của Nhung là gì Nhung ha? À, điểm mạnh của em là người vui vẻ, hòa đồng. Em thích chụp hình tự sướng, thích nấu ăn. Điểm yếu của em là người hơi nóng tính, thẳng thắn. Em thường có sao nói vậy á, nên nhiều khi sẽ mất lòng người khác. Còn bên kia bạn trai mình thì có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, về ưu điểm của em á thì em khá là tự tin. Em sống có khả năng tự lập rất cao. Em có chí cầu tiến. Khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là em hay quên, nhiều khi em bị mất tập trung. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn gái? Em có một mối tình đơn phương. Đơn phương thôi? Vâng. Bao lâu? Chắc 2 năm ạ. Em có thể hiện cho bạn đó biết không? Dạ có, nhưng mà bạn ấy có người yêu rồi. À, thế rồi rồi một mối tình đó thôi chứ trước giờ chưa có để ý ai, chưa có yêu ai hết trơn hả? Không, em cũng để ý nhiều người. Nhưng mà người ta không có để ý em. Sao kỳ vậy? Một cô gái dễ thương như vậy mà lý do tại sao? Em nghĩ chắc do duyên chưa đến á. Nên là hôm nay nhờ chương trình giúp em tìm được duyên của mình. Bạn có mấy mối tình rồi bạn trai? Dạ em thì có một mối tình kéo dài khoảng hơn 3 tháng. Nhưng vì cái tính cách của em và bạn nữ không hợp nên là không đi. Có 3 tháng thôi ha, cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Thôi, bây giờ mình tìm mối tình này là mối tình đầu, coi như đầu tiên và cũng là mối tình cuối luôn đi ha. Em hy vọng vậy. Hy vọng như thế. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một cô gái cao 1m50 đến 1m60. Rồi, đó luôn. Khuôn mặt thì gọn gàng, tóc dài thì quá tốt. Cái gì cũng có hết, tiếp đi em. Rồi, về tính cách á, thì em thích một người con gái có sự đồng cảm, có tính tự lập. Cô gái ấy nên chung thủy và trung thực, như đó thôi ạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Không thích thì em nó sẽ ngược với lại những cái điều em thích, tức là bạn ấy không có biết đồng cảm, không biết lắng nghe, không biết chia sẻ. Vậy còn em gái, em muốn một cái mẫu người bạn trai mình như thế nào, cái người lý tưởng của mình như thế nào? Là một người đàn ông mạnh mẽ, biết quan tâm chia sẻ với người khác và chung thủy trong tình yêu. Thế là em thích con trai không bị hói. Với lại uống quá nhiều rượu bia và lăng nhăng. Không hút thuốc, không rượu bia, không lăng nhăng, không đầu hói. Còn cái gì nữa không? Nói luôn qua coi nè. Thích có nhiều lông tay á. Thích hay không thích? Thích ạ. Thích có nhiều lông tay. Có anh Quyền Linh luôn. Cởi áo ra. Lông tay rồi anh ơi. Cởi áo ra. Chắc vậy thôi. Vậy thôi ha. Trời ơi, ta nói không có cộng nào hết. Gì kỳ vậy? Cô ấy thích nhiều lông tay mà không thích đầu hói. Này không có lông tay mà không có hói. Dạ có chị. Có hói. Có hói luôn hả? Có lông tay, không có bị hói. Có hói chút chút từ từ. Đó, nguy cơ hói rất cao. Vậy mà có người nhiều lông tay vẫn hói. Bây giờ nè, chưa có mối tình nào mới yêu đơn phương như vậy là chưa có hung lần nào phải không? Dạ. Bữa nay hung không? Chắc là hung má. Đúng rồi chứ em muốn hung gì? Trên đây chỉ cho nhiêu đó thôi. Dạ. Bây giờ chị hỏi thiệt nè, nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân?
Em nghĩ là phải tìm hiểu chắc là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng tới 1 năm ha, để chị hỏi thử coi. Em trai, nếu như bây giờ mình được thì khi nào em tính là hôn nhân là phù hợp? Em thì cái dự định của em thì 1 đến 2 năm. Nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái thời gian mà hai người khi mà gặp nhau á, họ có tâm đầu ý hợp hay không. Còn cái việc mà cái thời gian nó sẽ có thể rút ngắn lại. Bình thường thì lúc rảnh rỗi thì cái sở thích của em là gì? Em đặc biệt rất là thích chụp ảnh, thích đi phượt, thích làm từ thiện, thích hát. Chụp ảnh là chụp cảnh mình đi chơi hay là chụp người, chụp chân dung? Chụp chân dung, chụp cảnh. Rồi em chụp ai thường, chân dung là em chụp người nào? Chụp bạn bè, chụp những cô gái mà em làm quen kết bạn. Trời ơi, chụp nhiều cô gái lắm rồi hả? Dạ, có thể nói. Hả? Em có ghen không em? Bạn dạ. Trai mình chụp hình nhiều cô gái lắm, em có ghen không? Em nghĩ ghen hay không là do người bạn trai thể hiện để mình biết thôi. Em có chung thủy không em? Em chắc chắn là em sẽ chung thủy. Hy vọng bữa nay em có thêm một người mẫu ảnh đẹp nữa nha. Dạ. Bên đây bạn gái là thích chụp hình tự sướng, bây giờ có anh này anh chụp hình về cho mình. Dạ. Trước khi qua bên kia anh coi mắt đàn gái á, em chụp anh tấm hình coi anh kiểm tra coi được không, rồi anh qua anh thông báo anh kia. Dạ, tùy thuộc mẫu đó anh. Chụp anh tấm chân dung coi. 90% là phụ thuộc vào mẫu. Chụp đẹp nha. Ngầu lên anh. Được rồi. Mặt chụp mặt sao buồn vậy? Mặt ngầu. Nó chụp cái mặt vui lên chứ. Rồi cũng có nét lắm. Còn rồi nét. Để tôi qua tôi coi đàn gái coi làm sao. Chào anh. Ô trời ơi, em gái dễ thương quá. Em ngưỡng mộ anh lâu. Cảm ơn em nhiều. Yeah. Anh bên đây chụp hình nét lắm nhưng mặt hơi buồn. Em có thích một người đàn ông đó rất là phong trần đi chụp hình hết cô này cô khác này kia không? Tại em cũng thích chụp hình tự sướng nên có một người đi chụp hộ mình cũng tốt. Anh đâu có chụp cho em đâu, chụp nhiều cô khác em tự sướng thì tự em sướng thôi chứ. Đúng không? Nếu mà hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu em đồng ý anh kết hôn? Em nghĩ là phải qua tìm hiểu, hiểu được nhau. Nếu mà cảm thấy có thể đến được với nhau thì từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 5. Rồi, cảm ơn em nha. Yeah. Đàn gái quá ok. Ráng nha, bên kia là được lắm á. Hot girl anh. Thôi mình hỏi ý kiến người thân coi. Hôm nay sao em gái đi với ai? À em đi với chị gái em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Chào bạn trai và toàn thể quý vị khán giả. Em là chị gái của Nhung. Thì tính cách của Nhung thì hiền, ít nói, mà em thấy bạn trai này là khá là năng động. Chắc chắn là nếu mà được thì là rất hợp với Nhung ạ. Vậy thôi em hả? Rồi cảm ơn em. Gọn, nội dung nhanh gọn lẹ. Bạn trai đi với ai? Dạ em có đi với sếp cũ của em là chị Trang và chị gái họ của em chị Văn và ông xã của chị anh Chắc. Rồi đại diện chào mình. MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Mình là Trang, mình đến đây ủng hộ cho bạn Dương. Thì Vương nó rất là hiền, điềm đạm. Trong công việc thì em nó làm việc rất là có trách nhiệm, đặc biệt là Vương có tinh thần cầu tiến rất cao. Còn về bạn gái bên này, Vương ơi, rất là dễ thương. Thì hai em tới đây cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và có thể là mình đi xa hơn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta bắt đầu gặp nhau nha. Mở rào. Em có món quà tặng em. Cảm ơn anh. À, em cầm. Để anh làm cho em vài tấm hình. Em ngồi xuống đi. Tôi né là chứ tự nhiên tôi làm bách rau sao được. Dạ đúng rồi chị. Ờ em đứng. Đứng nữa. Thôi em đứng gần đây nha. Ok. Tôi né nữa hả? Trời sao tôi. Em tựa nhẹ vào cánh hoa đi. Ở đâu? Chụp đi. Chắc như đó thôi. Để lần sau. Chụp đi thoải mái, chụp tới sáng đi. Không được. Đưa coi hình coi. Rồi đẹp lắm anh ơi. Chụp hình gái đẹp thiệt mà chụp hình tôi ngồi xuống luôn. Anh thấy em thế nào? Cái vẻ bề ngoài thì em rất là xinh. Dạ, nhưng mà còn tính cách thì phải qua quá trình tìm hiểu nữa. Vâng.
Anh muốn hỏi em một số câu. Anh cứ hỏi đi ạ. Nếu mà chúng ta chính thức hẹn hò thì em mong muốn là anh nhắn tin cho em mỗi ngày, hay là muốn cuối tuần anh sẽ dành thời gian bên cạnh em, đi một nơi nào đó thật xa để chỉ có hai ta và thiên nhiên thôi. Em nghĩ là nhắn tin cũng tốt, đó là sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Còn một tuần gặp nhau một lần thì sẽ, tất nhiên là sẽ phải gặp nhau, tại vì mình đang tìm hiểu mà. Em có bài hát tặng anh. Anh nói tên để anh biết anh còn hát cùng. Thắm tình duyên quê, anh có thuộc không? Hát câu đầu nghe. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi đường đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Trời vậy đó. Rồi bạn Nam mình hát tặng lại. Anh đến đây thì rất là mong muốn gặp được nửa của mình, của đời mình. Nên là anh nghĩ là cái tình yêu nó có thể bắt đầu ở nơi đây, thì nên là anh sẽ tặng em bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài, chỉ còn ta với con tim khô cằn giá băng. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ, em đã cho anh người ơi. Giờ qua trước khi ấy qua kiểm tra coi giống như em mong muốn không? Lông và tóc. Em tiến lên em qua em đưa cho cô kiểm tra. Rồi á mình sẽ chốt coi, luôn. Coi kiểm tra kỹ coi. Có gì không? Không có lông. Bậy. Tóc vậy nhưng có mà được tóc không? Nhiều. Rồi. Có nguy cơ hỏi. Được không? Dạ được. Em thích đàn ông có lông là sao? Người ta bảo có nhiều lông tay là giàu á anh. À vậy à? Đó, giàu lắm luôn đó. Thấy không? Trong luôn đó. Đặt tay vào cái bấm nha hai bạn. Bấm đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là phải có trách nhiệm với cái bấm nút của mình nha. Bấm nút là trao cái duyên với nhau. Rồi hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây là chiếc vé xem phim được trình lập Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn để xem phim, để hiểu nhau, tâm sự nhiều hơn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như là đánh đập á. Trời cái ơi, em cũng hơi sợ điều đó. Thấy thương không? Xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. À, bây giờ mình giới thiệu về mình xí nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. À, dạ chào mọi người và chào bạn nam bên kia. Con tên là Phan Võ Thu Nga. Con sinh năm 97, hiện con đang là học viên cao học ở trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, quê con ở Long An ạ. Rồi, mời chàng trai. Dạ, em tên là Hanh Dào, em đến từ Tiền Giang. Hôm nay em 23 tuổi. Rồi, ủa, em đang làm gì cưng? Dạ, em đang làm bác sĩ uy chị. Bây giờ cô xách mấy con chó cũng không nhiều có lắm. Chút xíu phải lấy số điện thoại liền. À. Dạ. Nhà bị nhà bốn chó. Em gái có bên kia có nuôi thú cưng không? Dạ, ở nhà dưới quê con có nuôi một con chó nhưng mà nó mới mất. Nếu mà bạn trai có về nhà em thì có thể gửi cho em con mới. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, con cảm thấy ưu điểm của con là con rất là năng động, thích thể thao. Con có thể hát với lại rap. Xíu nha, xíu hát nha. Còn điểm yếu của con ấy thì con hay đản trí. Với lại con hay đề cao niềm yêu thích của bản thân á. Một khi con vui thích rồi con cũng ít nghĩ tới người khác nữa. Miễn mình thích là được đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm của em là cũng như hòa đồng với mọi người. Vui vẻ. Nhược điểm của em là cũng như hơi nhát gái một chút. Dạ. Còn trẻ mà hơi nhát nhát. Dạ. Lớn xíu là nó quen hết có nhát rồi ha. Có mấy mối tình rồi? Dạ, một quen cũng được một năm, gần năm. Rồi sao chia tay? Cho bạn đó
có người khác. Rồi cho qua luôn, bên kia. Dạ, thực ra là con có hai mối tình rồi. Một mối tình là hồi lúc mà con còn là học cấp 3. Còn một mối tình là lúc con học đại học. Con quen được một năm mấy, hơn 2 năm ấy. Xong rồi con chia tay, tại vì con thấy là chuyện đó nó không khiến bản thân con tiến bộ lên. Bạn đó hay đưa rước con hay làm giùm mọi thứ giùm con á. Nên là con thấy con không có tiến bộ được trong mối quan hệ đó. Ok, như vậy là con chia tay được bao lâu rồi? Dạ, con chia tay chắc được hơn một năm mấy rồi đó. Ừ. Bây giờ nhà trai cho biết là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không cần phải hiền gì, nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á. Kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như mà đánh đập á. Trời cái ơi đó, em cũng hơi sợ điều đó. Thấy thương không? Cái em đó... tưởng tượng một người phụ nữ mà đứng đánh một người đàn ông thấy nó kỳ cục lắm luôn. Mà ngược lại đàn ông đánh phụ nữ cũng quá kỳ cục. Cho nên là giữa hai người đều không cho đối phương được quyền đánh mình thì... ngoài trừ cha mẹ đánh mình thôi. Thì em ví dụ như cái bạn đó đánh mình rồi mình bỏ đi cũng đâu được chị. Ủa bỏ đi được, hoặc là mình giữ tay bạn nó lại, hay là em đánh không lại người ta rồi em sợ. Không có chị, cũng có giữ tay mà giữ tay cũng không. Thấy cũng kỳ quá. Có gì đâu kỳ, giữ cái tay lại không cho gọi là bạo hành bạo loạn. Thế thương nghĩ sao luôn thiệt. Nó bằng tuổi Trê Phi, bởi vì tôi nuôi là mong là Trê Phi con tôi nó coi cái số này. Trê Phi là con trai của cô dạ. Bằng tuổi cưng. Nếu mà con có coi thì con nhớ nha, con không được để cho bạn gái đánh con, mà ngược lại không bao giờ con được đánh bạn gái. Nhớ chưa? Thì dễ thương quá, để cho đánh vài cái cho vui. Không có vui đâu đau. Ê, hai đứa mình làm xui đi. Thật không? Thiệt được. Gái tôi quýnh phi á. Thôi vậy nghỉ đi. Về ngoại hình thì sao? Chỉ cần đừng có cao quá, tầm dưới mét 7 được. Như vậy là trên mét mấy? Trên mét rưỡi đi. Thấp nhiêu cũng được. Thấp nhiêu cũng được, dạ, miễn là được. Dưới mét 7. Dạ. Cưng nhiêu, cưng dễ ẹt dạ, luôn à. 3m7 thôi. Là mét rưỡi hả? Dạ. Mét rưỡi được không cưng? Được mà. Rồi giờ tới con nè. Nhìn nhà trai hoài thấy thương đúng không? Nó cưng lắm luôn đó, nhìn nó rất là cưng luôn. Trời ơi, xinh xắn mà, cao hơn nhiều mà. Để con bên guốc. Không đừng lo. Dạ, nói bây giờ hai đứa hợp với nhau đó. Ông qua ông chỉ hỏi con câu một thôi, con có quýnh người hay không? Quýnh tao không? Dạ, lâu lâu có. Chết hồ. Nhưng mà con biết massage, giờ con quýnh xong con massage được không? Không được đâu, lúc đó quýnh tà là massage. Nó vẫn đau rồi, nó vẫn bị đau rồi. Đau rồi, không có đánh. Sao vậy? Không có được đánh. Dạ, để con thu liễm lại. Tại vì bé bên đây quá là đáng yêu. Thiệt, hồi nãy chút xíu nha. Con nhìn bé là con không thể nào đánh bé được hết trơn á. Mình đánh yêu được không? Mình đánh nhẹ nhẹ cái má được không anh? Ồ, nhẹ thoải mái chị. Đánh đừng ca máu rồi được. Đánh đừng ra máu rồi. Trời ơi, cái gì mà cái đòi hỏi mà đáng thương vậy trời. Đánh đừng ra máu. Hôm ra trước, máu là đi bệnh viện hôm luôn trước rồi đó trận, con. Trận trước đó đánh ra máu luôn hả? Trời ơi, sao mà dữ vậy trời. Phụ nữ không mà dữ gì. Rồi bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, con cũng mong muốn bạn trai của mình là một người tích cực năng động. Lo đi làm mà không chăm lo sức khỏe của mình. Biết tự lo cho bản thân mình. Dạ, con chỉ chăm chút bạn thêm thôi. Chứ bạn phải tự lo. Bạn cao, da ngâm thì tốt. Da dạ. Không ngâm thì sao? Dạ, da không ngâm cũng được, nhưng mà đừng có mụn, đừng có quá nhiều mụn. Mụn thì nắng, cái gì đó. Trời ơi, đâu con lo, sợ con đè đang mụn, bạn chảy máu nữa. Lo đừng có đánh nó được rồi. Dạ. Thấy hai đứa nó cũng hợp đó. Dễ thương ha. Dễ thương. Ủa nhưng mà con đẹp vậy rồi sao tự nhiên con phải tham gia chương trình này? Vì con thích hay là gì? Dạ không có, tại môi trường xung quanh con cũng không có tìm được người yêu á. Con đang đi học mà đúng không? Con đi học nhưng mà con học cao học, con sắp xong chương trình rồi con không có lên trường nhiều. Vậy hả? Rồi dạ. không tìm được bạn người yêu rồi. Hôm nay con có nghĩ là con sẽ tìm được nửa của mình không? Dạ con nghe bạn kế bên nói chuyện dễ thương chắc là sẽ được. Ôi cưng lắm con ơi, thiệt. Cưng lắm. Cô suối con luôn đó. Quá bấm cưng bấm luôn nút đó. Đi. Ừ. Nay đi với ai nè? Dạ đi với bạn. Dạ chào mọi người. Con là bạn thân của Giàu, hôm nay đi cùng với Giàu. Giàu bị đánh đập nhiều lần không con? Này chắc nó cũng bị đấm hay sao á, thấy nó cũng nhút nhát quá à. Ừ. Con nghe Giàu kể thì thường bị đánh lắm. Trời ơi, con nghe em xót quá. Bạn nữ kia thì tính tình dạng trẻ con á, cũng khó hiểu. Rồi con thấy bạn này sao? Theo con thấy bạn nữ dễ thương, xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe. Rồi cảm ơn. Nói vài câu cho mới mốt về đừng đến bạn mình nữa coi. Chào thì nói chung là nó cũng hiền lắm. Sau này mà nếu mà có quen á, thì bạn đừng đánh nữa. Tại vì bạn nữ trước á, bạn cũng hay bị ám ảnh. Trời đánh tới bị ám ảnh luôn, đánh dữ lắm. Trời ơi thương quá à, thiệt. Rồi
Là gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với mẹ dì với lại bạn chung phòng. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. Mình là mẹ của Nga. Ưu điểm của Nga thì chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, tâm lành. Nhược điểm của Nga thì mạnh mẽ, thẳng thắn, tính tình cũng hơi khó tính một tí. Cô quýnh ai bao giờ trong nhà chứ? Dạ không. Con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Hồng Vân, con là bạn của Nga. Con thấy thì bạn nam này dễ thương, phù hợp với Nga. Rồi, được rồi. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Con hamster đó tặng nha. Mình cảm ơn bạn, mình cũng có món quà tặng bạn. Sô-cô-la với lại một tấm postcard những nơi mà mình đã đi ấy. Hy vọng là bạn có thể điền tên vào vị trí còn lại trên tấm postcard đó. Cảm ơn. Bạn thấy mình sao? Anh anh thấy em sao? Thấy cũng xinh. Em thấy anh da mặt đẹp. Có cái lúm đồng tiền dễ thương. Mình đang học cơ học ngành anh. Em xưng anh. Dạ. Em đang học cơ học ngành công nghệ sinh học. Em nghiên cứu về dữ liệu gen ở người. Anh có yêu động vật không? Có. Anh nghĩ sao về việc về những người ăn chay? Ăn chay thấy là chỉ cảm nhận riêng rồi, thấy kiểu tốt cho sức khỏe thôi. Còn không có cảm nhận nhiều. Thế anh có thích ăn chay không? Cũng ăn thôi, chỉ mà không thích. Em hẹn hò với anh, em rủ anh đi ăn chay, anh chịu không? Chịu. Nhưng mà vậy cũng dễ ăn lắm. Em cũng nhẹ nhàng lắm, em không có bính chảy máu. Đúng rồi đó. Cái kiểu mà nghe có hay nóng tính không? Thỉnh thoảng em áp lực công việc em vẫn nóng tính. Nhưng mà lúc đó em sẽ hạn chế gặp anh để đỡ quýnh anh. Đỡ quýnh thôi hả? Đỡ quýnh thôi. Mình có hay về quê không? Có, tuần nào em cũng về hết. Sau này có định học xong có ra nước ngoài hay sao? Em có dự định học lên tiến sĩ. Anh có thích đi phượt không? Có. Anh có hay phượt miền Tây không? Miền Tây là quê đó luôn mà. Ý những tỉnh xa hơn? Hồi xưa có hay đi, tại giờ công việc cũng bận á. Làm tới 8 giờ tối cũng ít khi nào được rảnh là đi lắm. Thế anh làm tới 8 giờ tối rồi anh hẹn hò sao? Sao 8 giờ tối? Sao 8 giờ tối nữa hả? Anh xin phép mẹ em đi. Cưng ghê, không biết giờ tắt rồi không biết nói gì nữa đó. Vào đứng lên nắm tay bạn gái, rồi nói câu nào đó. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Hai tay đâu phải bắt tay đâu. Hai tay. Đúng rồi, mắt nhìn mắt mà. Đúng rồi, hai đứa nhìn nhau. Em có biết hát không? Em có thể hát rap. Anh muốn nghe rap không? Đúng rồi, hồi nãy là bạn Hiểu nói là để hát đoạn đi. Em rap một bài của anh Wawi nha. Thế giới này là của em và em có quyền đi với anh. Bật sáng tất cả đèn xanh. Em chạy thật nhanh với anh kế bên tay và chai trăm vanh anh cài trong tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Đến đây thôi. Vào đáp lại đi. Em tên gì không phải ta thính đâu. Gì đó. Em tên gì anh không phải thả thính đâu. Có một bạn trai chưa để ta tính sao? Em sẽ hát một đoạn của bài Ánh Nắng của anh. Rồi, hát đi nè. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Rồi, rồi. Yeah, đẹp lắm rồi. Nào, suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Yeah. Xin phép Rồi giờ xin phép em
cho vào hôn em một ở bên má. Em khép Nga luôn đi. Nga ơi, Nga ơi, Nga ơi, mình nói cho Nga nghe nè. Xin phép hôn má em không? Ok. Cặp này nó dễ thương không? Bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Yeah. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng nhưng mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Làm sao? Chị Vi bả tới đột xuất quá, cái tờ vàng nó gớt bạc. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu ha. Dạ. Bạn trai giới thiệu cho đàn gái nghe luôn nha. Xin chào quý vị khán giả có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn nữ kế bên. Em tên là Trần Văn Lượng. Năm nay em 24 tuổi. Sinh ra ở Cà Mau, còn lớn lên thì ở nhiều nơi lắm. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Lượng làm gì? Dạ, em làm đủ nghề hết. Đôi khi làm điện, làm lạnh, rồi đôi khi máy lạnh hư cũng sửa. Em làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn làm đủ thứ việc luôn. Dạ. Làm ở Lượng làm ở quận mấy? Dạ, ở quận nhất ạ. Rồi, mời nhà gái. Chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Lý, con đến từ Đắk Nông, hiện đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang làm việc trong một phòng khám nha khoa Sài Gòn. Con mới 26 tuổi. 26 lớn hôm nay 2 tuổi đó. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Cũng được. Bây giờ mình nói điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi. Con thì có điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, dễ hòa nhập với môi trường. Còn điểm yếu của con hình tượng con hơi nóng tính một chút xíu. Hơi nóng tính? Dạ. Khi nào làm việc mà căng thẳng ấy, thì thường mình hơi bị stress, hơi khó tính một chút xíu ấy. Nhưng mà như lúc đó mình làm gì? Mình giận dữ, mình đập bàn hay mình run rẩy lên một xíu? Cố gắng kiềm chế lại và tiếp tục làm công việc của mình chứ không... Tiếp tục làm đúng không? Rồi, mời anh trai. Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, thẳng thắn. Còn điểm yếu là đôi khi thẳng thắn quá người ta mất lòng người ta. Đúng rồi, đúng. Dạ. Nhiều khi mình nói thật nhưng mà người ta đau lòng, phải không? Dạ. Thí dụ như mập là mình nói chị đó hơi mập. Vậy thôi nha. Nói vậy mà cũng nói được á, thật sự á. Mình nói về cái tình trường của mình đi. Con đã trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là do bạn trai kia kiểu như là con không cần một người giàu có đâu, nhưng mà người đó phải có ý chí tiến thủ để cố gắng lo cho tương lai của hai đứa. Nhưng mà người đó lại không có sự nỗ lực á. Mối tình đã được khoảng 8 tháng. Mối tình thứ hai thì người đó lại cũng khá là giỏi, anh ấy mở công ty, nhưng mà do là cái kiểu người ta giỏi ấy, người ta lại có đòi hỏi những cái kiểu như người phụ nữ là giỏi viết nước, đảm về nhà. Con cảm thấy là không phù hợp á. Hơi gia trưởng đúng không? Đúng rồi, con coi. Cho nên con đều chia tay. Sau đó chia tay. Một người ở cực này, một người ở cực này. Đúng không? Dạ. Yeah. Cái người đàn ông bên đây sao? Em nói cho bà mối nghe đi. Chào chị. Chào cưng. Dạ, em từ trước tới nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi ạ. Đó là thời em học đại học, quen bạn đó từ trong suốt quá trình học cho tới khi ra trường luôn. Thì sau khi ra trường tụi em đi làm việc xa nhau á. Bạn thì ở dưới Bạc Liêu, còn em thì chuyển lên Sài Gòn công tác. Bắt đầu lập nghiệp trên Sài Gòn. Mọi chuyện đều im đềm, không có vấn đề xảy ra hết. Được một cái hôm đó bạn nhắn tin rồi chia tay em. Và lấy một lý do rất là đơn giản thôi. Tại em nhỏ con. Thật ra nhỏ con không phải là không chăm lo, không quan tâm, chăm sóc hay là không thách khe được rating cho bạn gái. Nhưng mà kiểu người ta vẫn quan điểm là không có xứng đôi, vừa lứa. Dạ. Trời ơi em gái. Người ta xinh xắn nè, trời. Gái dễ thương quá, đậu đất luôn vậy đó. Giờ muốn tìm người yêu lý tưởng thế nào? Cao. Cao hả? Không được hói. Mà răng đẹp. Chết chắc. Đừng nói chữ hói ở đây. Không, người ta lớn lên bị càm ràm quá thì nó cũng sẽ hói thôi. Hói người ta tài giỏi, hói mà người ta yêu thương. Gái ơi. Dạ. Trai cũng hơi cao một chút thôi. Cũng cao mấy, tròn cao thì cũng hơi khó. Răng thì cũng đẹp. Hơi chưa đẹp chút thôi. Tóc thì cũng... sương sương. Nó cũng sương sương hói. Không biết nó có phát triển nó không thì chưa biết. Mình thấy sao? Nhưng mà em đòi hỏi là cao bao nhiêu nè? Cao trên 1m65 ạ. Mình cao bao nhiêu nhỉ? Con gớt năm nút luôn á. Con gớt năm nút luôn á. Là 1m6 hả? 1m6. Ví dụ như người ta tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi. Hay là người ta là cái người đàn ông của một cái sự, một cái, có một cái sự nghiệp rất là tốt khi mà ở tuổi trẻ, rất là cầu tiến. Bạn suy nghĩ như thế nào?
Cái này để em xem xét lại. Em gái đi với ai vậy? Em đi với anh trai ạ. Chào anh Quyền Ninh, chào chị Hồng Vân, toàn thể chương trình và các bạn khán giả ở đây. Em là anh trai ruột của bạn Ní. Thì theo anh thấy thì bạn Ní cũng hơi khó tính một tí. Nếu mà bạn Nam mà có đồng ý tiến tới với bạn thì cũng phải đừng có gia trưởng quá với bạn đấy. Bạn ấy hơi khắt khe. Anh thấy bạn Nam thì bạn Nam cũng được phong độ đẹp trai. Còn hai bạn thì theo anh thì cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Anh đi với ai? Dạ, em đi với anh họ em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì anh là anh họ của Lượng. Thì Lượng là một người anh rất là tự hào, có chí cầu tiến và tự lập. Ngoài ra Lượng còn biết làm việc nhà, cũng có sự nghiệp tương đối ổn định. Tuy nhỏ thôi nhưng mà Lượng có thể che chở được cho em. Còn bạn gái bên đây là Lượng ơi, tuyệt vời. Dù có cỡ nào thì cũng phải bấm nút đi hai về ba nha Lượng. Nhỏ nhưng mà có vỏ ha, người quan trọng lắm. Thôi mở rào. Quay qua đúng rồi. Chào em. Tặng nhìn... quà tặng cáp rồi đi. Dạ. Trời ơi. Lo nhìn không có tặng quà luôn rồi. Em nhìn cái em đam mê luôn. Đam mê luôn hả? Hôm nay đến với anh cũng có một cái bó hoa anh gửi em. Thì nãy mọi người đều có rất là nhiều bông, mà riêng anh chỉ có một bông. Thì anh muốn em là duy nhất của anh. Không cần là ai, không có một ai khác chen vô được nữa. Anh xin tặng em. Dạ em cảm ơn. Và đó bên cạnh đó anh cũng có tặng em một món quà nhỏ, đó là cái lắc chân. Yeah. Anh xin phép đeo cho em nha. Đáng lý ra là nó vàng nhưng mà nó dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Dịch cái bây giờ nó gớt xuống bạc luôn. Làm sao? Chị Vi bà tới đột xuất quá, cái tàu vàng nó gớt bạc. Chết rồi. Trời gào. Bây giờ ông phụ đi chứ, bây giờ tay nó dày mà nó lắc, nó đeo kiểu gì đó. Làm sao cho ra thì tùy nó. Trời đất ơi. Không ra là không về luôn á. Hỗ trợ đi tội. Cứ cầm nhịp đó hỗ trợ nè. Tình yêu để tự. Có thấy chưa? Đó. Ra rồi giờ không vô có được luôn. Có cách nó ra mà. Không biết sao nó rung quá. Bạc đây á là không phải là bạc tình bạc nghĩa đâu nha. Mà ý nghĩa là răng lòng đầu bạc á. Đó, răng lòng đầu bạc. Rồi. Tặng anh một chai nước súc miệng thì... Trời ơi. Ta bác sĩ răng mà. Không có em tưởng đâu là tặng cho em cái vé để em tẩy răng hay cạo vô răng. Qua trò đó nãy giờ thì em thấy anh như thế nào? Tại vì anh thấy là anh trai nói anh có vẻ khó, nhưng mà anh là người miền Tây nên là rất là dễ dãi, phóng khoáng lắm. Bởi vì anh muốn tìm một bạn nữ kiểu chín chắn hơn anh, cứng rắn hơn, nói chung là trên cơ hơn xíu á. Nhưng mà kìm anh tính mỗi lần mà đi nhậu với ông nội bạn thân nè. Yeah. Đi với bạn thân là ngủ quên tại mâm luôn, xỏa. Bởi vì cần người xúc em về. Em thì em cũng hơi khó tính. Em cũng có quy tắc riêng của mình. Ví dụ như là em không thích người đến trễ. Em cũng không thích người mà keo kiệt quá, gia trưởng. Nên em không thích người như thế. Mấy cái đó em yên tâm, anh không có nào hết trơn. Nhậu nhẹt thì em nghĩ là nên nhậu nhẹt thì giữ gìn sức khỏe. Chỉ nhậu mức vừa phải thôi. Lâu lâu ví dụ mà có đối tác khách hàng lớn thì bắt đầu mới kiểu người ta mời mình mới nhậu thôi. Em có thường đi du lịch thôi. Khi có dịp thì em sẽ đi thôi. Em thích đi biển. Em thích anh đi biển. Thường là hay thích đi đâu? Anh đâu anh cũng thích đi, chân anh chân đi mà. Hiện nay là anh đang làm việc và sống ở Sài Gòn luôn đúng không ạ? Đúng rồi, anh làm việc và sống ở Sài Gòn nhưng mà anh chưa có nhà. Hiện tại anh đang ở trong khách sạn luôn. Dạ. Nhất là một phần là để tiện cho công việc á. Thứ hai là ở đó giờ giấc nó hơi nghiêm khắc xíu để đỡ đi chơi với mấy ông nội này, mấy công hư. Dạ. Tại vì mình kiểu mình tiết kiệm á chị. Trời ơi, mức giá nhà ở quận nhất mắc lắm. Ít nhất cũng phải 3 triệu rưỡi một tháng. Khách sạn của em ở quận nhất luôn. Dạ, mà ngay phố Tây đường Phạm Ngũ Lão. Rồi thôi xong đó, hiểu à. 24 tuổi vậy là quá giỏi luôn á nha. Em tự lập từ nhỏ mà. Bây giờ nãy lúc đầu có giới thiệu là em không có, em sinh ra thôi nhưng mà em lớn lên ở nhiều nơi. Thì giai đoạn từ nhỏ cho tới học hết cấp 1 là em ở Cà Mau. Sau khi bắt đầu đầu năm học lớp 6 là em chuyển lên trên Lâm Đồng em sống. Em sống với cô em, tại vì cô em lớn tuổi nhưng mà không có gia đình. Sau một thời gian thì dưới quê em, ba mẹ em có một số việc sự cố nên là ngoại muốn. Rồi em mới chuyển về quê nhưng mà cũng không có ở với ba mẹ nữa.
Hôm đó có cái chòi tôm á, mà nhỏ con hồi nhỏ sợ ma nữa mà không ai giữ vuông hết, đẩy em ra ngoài đó. Em giữ vuông mỗi đêm mà gió nó xào xào đâu dám ngủ đâu. Qua nhà ông hàng xóm gõ cửa cho ngủ ke. Rồi xong cái mọi thứ em đều lo làm được hết, nên là khi mà hai đứa mình có đến với nhau á thì việc nhà em cứ yên tâm, anh bao hết. Yeah. Em chỉ có việc ăn uống đi làm và làm đẹp thôi. Tuyệt vời ha. Rồi xong rồi, yeah. Sau khi rồi tiếp tục đi học đại học, khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn chỉ sống ở nhà có được khúc à, còn nhiều là sống ở ngoài đời không à, mọi thứ đều phải tự lo hết. Đây là một người đàn ông bản lĩnh đó. Anh quan niệm là yêu là phải chân thật. Thứ nhất là đừng có im lặng. Im lặng giống như là cái bệnh ung thư vậy đó, mà giai đoạn cuối á, ghiết rồi nó ra đi luôn rồi nó không hay. Có gì nếu mà em không thích anh, không hài lòng anh ở vấn đề gì đó thì em có thể nói trực tiếp anh. Còn thí dụ mà khó nói quá, hai đứa mình hẹn nhau can nhậu ấy, nhậu vô có can đảm nói được hết. Thật ra cái suy nghĩ và quan điểm của anh cũng khá giống em. Em suy nghĩ tình yêu nó phải chân thật, chân thành đến từ hai phía và sự lắng nghe và chia sẻ của hai người. Cho dù hôm nay quyết định của em là thế nào, nhưng mà quyết định của anh đã đến đây, mình đã mất mấy chục năm trời mới tìm được em mà, nên là có nào cỡ anh cũng sẽ bấm nút. Ta hết thời gian. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 2 3 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cô ấy đã thay đổi về quan điểm sau khi gặp anh ấy. Nào hãy nắm tay hẹn hò với nhau. Chính thức rồi đó ha. Còn chần chừ gì nữa, trao nhau nụ hôn đầu nào. Em xin phép anh cho em hôn bạn Lý ạ. À, tình yêu lúc trước của mình, tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị. Sương sương là mình có nắm tay không? Dạ không, kiểu như là em ăn cơm chưa. Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa. Vậy là sương sương đó. Sương 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 đó anh. Mời đàn trai. Rồi, chào anh trai. Rồi đi em. Mời bên đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Thư. À, em chào anh Linh. Chào em. Dạ, chào anh bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Bích Tuyền. Năm nay em 28 tuổi. Em quê ở Vĩnh Long. Hiện tại em là giáo viên mầm non cũng ở Vĩnh Long luôn ạ. Rồi, xin mời bên đàn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Nam Thư, chào toàn thể quý vị khán giả. Xin chào bạn bên cạnh. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em tên Thắng, họ Trần Lót Văn, tên đầy đủ 3 chữ là Trần Văn Thắng. Nhà em ở xã Quân Trung, có huyện Thống Nhất, có tận Đồng Nai. Dạ, em năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tận Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì hả Thắng? Dạ, em xin nói về cái phần khuyết điểm trước ạ. Dạ, em nói chuyện với con gái rất là nhét nè. Nấu ăn thì cũng rất là tệ, đôi khi cũng có một chút là cũng hơi nóng tính. Dạ, còn về phần ưu điểm của em là một người cũng khá là vui vẻ, hài hước và em cũng biết một chút làm thơ ạ. Ồ, biết dạ. Làm thơ hả? Dạ. Vậy giờ mình làm liền một bài thơ hay một đoạn thơ, một câu thơ nào được không? Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay em cũng chuẩn bị sẵn một cái bài thơ để tặng cho các bạn gái bên cạnh ạ. Ừ. Dạ. Xin chào em, người con gái ăn thương. Em ở đâu ăn tìm khắp phố phường, sao chẳng thấy dù chỉ là chiếc bóng, để lòng ăn mãi ngẩn ngơ vấn vương. Bắc Trung Nam ăn đều đã đi cả, từ thành thị hay nông thôn đều có, dấu chân ăn từ trong làng ngoài ngõ, tìm kiếm em sao mà khó thế kia. Nhưng em ơi chắc trời cao đã thấu, hiểu lòng ăn mong em như thế nào, để một ngày có chương trình bạn muốn, hẹn hò em kết duyên cho đôi ta. Trái tim ăn như muốn tan chảy ra, suốt cả ngày ăn đờn ca nhảy múa, đến khuya về ăn thức trắng làm thơ, để hôm nay mọi chuyện không phải mơ. Nói thật lòng ăn chẳng mong điều chi, có em rồi ăn không mong ước gì, thật đơn giản tay trong tay dạo phố, chỉ thế thôi người con gái ăn thương. Hay quá. Rồi bây giờ mời Tuyền nói về điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em không có cao lắm, nhưng mà cũng không có xấu lắm, mà cũng biết sao ế tới giờ luôn chị. Điểm mạnh gì kỳ vậy hả? Dạ là không có xấu lắm, điểm mạnh là không có xấu lắm. À, không xấu lắm, không dạ. Cao lắm mà không biết sao ế từ bây giờ. Còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là
tính em hơi còn con nít đó, họ không có biết lo, vô tư lắm. Cho nên là nhiều khi cái điểm yếu đó cũng là cái điểm mạnh của mình đó. Ủa sao vậy? Dạ. Không biết lo là điểm mạnh hả? Dạ không, tại vì không biết lo, nó vô tư, nó còn con nít đó. Cho nên nhiều người nhìn em á, người ta nói em trẻ hơn tuổi. Em 28 chứ người ta nhìn em, người ta tưởng em 27 à. Trẻ ghê, trẻ hơn 1 tuổi. Dạ, trẻ. Ta tưởng gần dưới ta. Chứ nếu mà anh nhìn em tả bây giờ anh nhìn em chắc anh tưởng đâu 21 á. Sao vậy anh? Thí dụ vậy, con nít quá nhìn tưởng đâu 21. Đó là điểm mạnh, điểm yếu. Mà sao điểm mạnh, điểm yếu của em nó cũng không rõ ràng ha Tuyền ha? Dạ em chưa có nói xong, cái anh Linh hỏi điểm yếu của em nên em nói điểm yếu luôn, chứ điểm mạnh em còn nhiều lắm. À vậy thôi, bây giờ mình kể điểm mạnh nè. Dạ điểm mạnh của em, dạ tính của em thì rất là vui. Em có thể làm dâu được nè, làm vợ được, làm mẹ cũng được. Cái đó ai cũng làm được. Dạ vậy là con gái. Cái đó anh còn làm được nữa chị em. Cái đó là con gái ai cũng làm được. Còn gì khác không? Dạ hết rồi anh. Hết rồi đó hả? Dạ. Cô bên kia lạ lắm nha. Nãy giờ cô nghe nói thấy cô nó vui lắm rồi đó. Bây giờ mình đi vào đường tình cái đi. Từ trước tới giờ nếu mà cái mối tình chính thức song phương ấy thì em là chưa có một mối tình chính thức song phương nào. Chưa có luôn? Dạ vâng ạ. Có đơn phương? Dạ chỉ có đơn phương thôi ạ. Vì do mình nhét quá mà mình không có dám thổ lộ cho người ta biết. Mình đơn phương vậy mấy năm? Dạ từ cấp 3 cho tới lên học cao đẳng luôn ạ. Lâu vậy đó hả? Dạ. Giờ cuối cùng người đó đâu rồi? Dạ người ta đã đi qua nước ngoài rồi. Trời ơi. Đàn trai nhút nhát vậy đó, đàn gái thấy sao? Dạ em cũng nhát giống ảnh vậy đó. Dạ Tuyền, vậy bây giờ mình nói về tình yêu lúc trước của mình. Tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị, nhưng mà sâu đậm thì chỉ có 2 mối thôi. Dạ. Sương sương. Sương sương đó chị. Tình yêu sương sương là dạ. Sao? Sương sương là gặp mặt, đi chơi, uống cà phê. Dạ đúng rồi, đó là như là làm quen rồi nói chuyện, rồi cảm thấy không hợp thì mình không tìm hiểu nữa vậy đó chị. Chào em gái. Dạ em chào anh. Sương sương là mình có nắm tay không? Dạ chưa, chỉ có đi uống nước rồi nhắn tin thôi. Nhắn tin có đậm đậm không? Dạ không, cũng kiểu như là em ăn cơm chưa. Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa, vậy đó. À vậy đó hả? Vậy là sương sương đó. Sương sương, sương sương đó anh. Rồi đó là sương sương. Còn mình cái mối tình mà nó sao sao thì sao em? Dạ nó sâu sâu thì cách đây cũng 1 năm mấy rồi. Anh đó thì nói chung là cũng thương lắm, nhưng mà tại vì công việc làm anh của ảnh không được suôn sẻ đó, rồi anh cảm thấy không có lo được cho em, cho nên là anh kêu em lấy chồng đi, đừng có đợi ảnh nữa. Ví dụ một ngày mà ảnh kinh tế anh khá giả, anh quay lại nói bây giờ anh có thể lo cho em rồi thì sao? Dạ lúc đó em có chồng rồi chị, lúc đó là em như với anh ấy nhớ anh tắt. Trả lời hay đó. Chứ trả lời em suy nghĩ lại chắc thiệt luôn á, tôi giận bà luôn á. Rồi vậy thì mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ hồi xưa hồi còn trẻ trẻ đó, em thích một người đẹp trai nè, học giỏi, con nhà giàu, nhưng mà làm như càng lớn tuổi nó cũng dễ hơn. Em chỉ cần cao hơn em, không hút thuốc nè, không để móng tay dài nè, đừng đeo mắt kiến, em không thích đeo mắt kiến. Anh bảo đeo mắt kiến anh? Không biết tối về có đeo không chứ giờ không thấy đeo. Ủa mà sao không thích móng tay dài là sao em? Tại vì nhìn nó không có được men đó chị. À còn đàn ông mà để móng tay dài là em dị ứng ghê lắm. Em muốn kỳ á, móng tay mắc mới gì rủ mấy người ta đàn đó. Đúng hay rồi, ta làm đúng cái rồi. Nghề gì mà khửi khửi môi môi móc móc á, ta để móng tay thì không lẽ người ta không men. Mà em không thích, anh không thích vậy. Không thích đúng không? Dạ, không thích. Rồi móng chân dài được không? Em không thích cái đó. Không thích luôn, nói chung không thích cái gì dài đúng không? Không thích móng tay dạ, không, dài. Không có cái dài em cũng thích anh. Có cái dài em thích hả? Dạ. Rồi tùy em. Dạ. Nãy giờ những cái yêu cầu bên đàn gái đưa ra em thấy đáp ứng được không? Dạ chắc cũng khoảng được từ 70-80% anh. 70-80% hả? Thiệt không? Vậy cũng ổn rồi đó. Để em qua em coi coi. Thằng trai ta ngon rồi nha. Thằng trai là nhìn cũng hot boy lắm á. Chào chị. Chào Thắng. Dạ. Xeo bàn tay, đếm ngón tay cho chị coi nè. Trời. Không có dài. Không dài. Em thích mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ em mong tìm được một người con gái là có một chút gì đó là hả, mang đậm truyền thống của Việt Nam mình pha lẫn với lại cứ chút một chút hiện đại. Và đặc biệt nếu mà tính cách thì có thể là biết quan tâm chia sẻ và lắng nghe với mọi người. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ về ngoại hình là dễ thương.
Trời dễ thương xinh xinh đi. Dễ thương bao dễ thương luôn. Dạ chị ở bên này bao dễ thương. Dễ thương lắm. Rồi còn điều gì em không thích nhất ở dạ em không thích một người con gái là đôi khi là cũng nhiều chuyện quá và hay soi mói người khác. Nhiều chuyện bà Tám đúng không? Đợi xíu. Tuyên. Dạ. Mình có nhiều chuyện bà Tám rồi vậy không? Dạ không, em không có nhiều chuyện chị. Dạ. Em được cái đó không có nhiều chuyện. Ừ. Có gì làm đăng Facebook mà, có gì làm đăng Facebook mà. Trời ơi. Bé nhẹ nhàng, dễ thương, duyên dáng. Em không nhiều chuyện. Chuyện gì em đăng Facebook thôi, có gì đâu. Trời ơi, vậy cho còn hơn bà Tám với bà Chín rồi. Thì bây giờ nếu mà tiến tới á thì bây giờ là em muốn là bên nhà gái xuống thống nhất Đồng Nai, về miền Đông hay là em về miền Tây? Miễn làm sao mà để cho cả hai có thể là phù hợp với nhau đó là được. Ừ. Nếu mà bạn gái mà có thể về Đồng Nai được thì quá tốt. Để chị hỏi, em muốn ảnh về miền Tây với em hay là em chuyển lên miền Đông sinh sống? Dạ thì mẹ em chuẩn bị sẵn vali rồi chị. Chỉ cần ký tên là trên đường đó. Ôi dạ. Ơi. Là tiện á, đợi dạ, đúng không? Dạ, đợi liền á. Dạ, đợi ký tên. Ê, thôi đó. Dạ. Về Đồng Nai kiếm chỗ sẵn đi. Tôi thấy có vali rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp gỡ người thân ha. Hôm nay em đi với ai hả Tuyền? Dạ em đi với mẹ, với dì, với chị làm chung với em. À, chào mẹ của Tuyền. Dạ. Dạ chào MC Quyền Linh với anh Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Bích Tuyền. Mẹ ơi, mẹ dọn sẵn hành lý cho Tuyền rồi hả mẹ? nó chơi, nó tiếu vậy chơi. Mẹ thấy thấy cậu trai bên đây dốc dáng thì cao ráo, sẵn sẻo, đẹp trai. À, mà cũng có công ăn chuyện làm ổn định. Tôi thì muốn cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau thì có thể là tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn mẹ của Tuyền. À, mời đàn trai. Hôm nay dạ. Em đi với ai? Hôm nay em đi với lại ba của em với lại một người bạn thân của em. À, ba của Thắng. Dạ, chào ba của Thắng ạ. Ở trên xin gửi lời chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư. Dạ, cùng dạ, toàn thể các quý vị trong trường quay hôm nay. Thì xin nói về Thắng một chút thì nói thật sự Thắng là con trai một trong gia đình nhưng mà cháu rất là tính, rất là nhát gái, này 28 mà cũng chưa có bạn gái, sợ sợ vậy. Nói về bạn gái bên này thì bố nhận xét thì thấy cô gái bên này rất là duyên dáng, chịu hiền và dễ thương, thì là bố ok vậy. Ok ha. Bây giờ thôi đại diện đàn trai nói một vài câu với bên đàn gái đi chú. Chị hôm nay được lên chương trình hôm nay cũng là cái duyên của hai cháu. Thì anh nếu hai cháu mà đến được với nhau thì chúng ta tổ chức cái hôn nhân cho các cháu. Dạ thì tôi cũng đồng ý cho hai cháu tìm hiểu với nhau rồi có thể tiến tới hôn nhân. Hai ông bà vui tương lai bắt tay cái đi. Rồi, hay quá. Dạ. Cảm ơn gia đình hai bên. Với sự góp ý của hai bên rồi, bây giờ vấn đề còn lại của hai em thôi nha. Cho mở rào đi Nam Thư. Và bây giờ mở rào. Bắt đầu đi Thắng. Chào em, hôm nay lần đầu tiên em gặp em và xin tặng em bó hoa này. Hy vọng là em sẽ mãi luôn vui vẻ tươi trẻ như cái bó hoa như ngày hôm nay. Em cũng có quà tặng anh. Em làm cái khung hình này là chỗ để ảnh vợ. Nhưng mà cái khung hình đó em biết anh chưa có vợ nên em để đại cái hình của em vô á. Rồi nếu mà anh có thích á thì anh để luôn cũng được, không sao hết trơn á. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Trời ơi thiệt. Dễ thương. Tôi chịu quá đàn gái ghê luôn á nha. Duyên dáng dễ sợ luôn. Trời ghi chữ chỗ để ảnh vợ luôn. Sẵn của đại cổ tổng luôn. Dạ. Được đó Thắng. Dạ. Cơ hội đó thôi, hai đứa nói chuyện đi, tôi coi cái hình coi. Bây giờ mình nói cảm nhận về nhau đi. Em nói gì đi em? Anh nói chứ đi. Thời gian rảnh em thường làm cái gì? Dạ rảnh là em hay ngủ. Tại vì công việc của em nó nhiều lắm, em hay bị thiếu ngủ cho nên rảnh là em ngủ mà. Em có thích đi xem phim hay là đi du lịch hay là Dạ có. Dạ cái nào em cũng thích hết. Anh thích là em thích à? Thích đi ăn chè không em? Chè hả anh? Đúng rồi. Dạ ít lắm, em thích ăn uống trà sữa. Uống trà dạ. Sữa. Ngồi mình đi nha, trà sữa. Mình thích uống gì được. Ok em, hôm nay cái này anh không thể biến mùa đông thành mùa hè, nhưng anh có thể dẫn em đi ăn chè suốt 4 mùa trong năm. Rồi còn Tuyền, em có bài hát gì để tặng không? Dạ có. Em hát thì cũng được chứ không có hay cho nên
anh chịu khó nghe. Rồi. Dạ em xin hát bài Ai Da Ai Da. Đứng lên Tuyền, đứng lên, hát cho dễ thương. Một ngày thật vui xôn xao, một chuyện tình đây đây sao, thật xa được bao nhiêu lâu, ngày anh và em quen biết nhau, và bây giờ nghe trong tai một câu người yêu khẽ nói. Nói đi anh. Nói liền thắng, trời ơi, anh yêu em. I love you, I love you. Đó. Ok. Ây da, ây da, ây gió, ây gió. Nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ây da, ây da, ây gió, ây gió. Đắn đo chỉ đến sau này, cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Dạ, em xin hát ạ. Cảm ơn em. Anh hát hay. Cô dâu duyên dáng gì đâu. Duyên dễ sợ luôn á, thiệt. Cứ về là ngồi cười cả ngày. Sáng tới chiều luôn á. Dạ. Bây giờ nha, hai bạn chúng ta nhìn nhau, nói một câu thực sự từ tận đáy lòng của mình về nhau, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Anh muốn nói với em một câu này. Trên bầu trời có 1000 vì sao sáng, nhưng chỉ có duy nhất một vầng trăng. Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi là vầng trăng duy nhất trong lòng anh. Yeah. Trời ơi, cái cặp này ta nói thính nó bay. Thính nó đâu mà bay lung tung, bay lung tung là bay lung tung. Tiền. Dạ. Câu duyên dáng nè. Bấm đi chị, khỏi khỏi nói chị, bấm. Bấm luôn hả? Dạ, bấm bấm. Cặp này thôi khỏi, tự nó làm vậy làm đi Thư ơi. Em đếm 2, 3 là hai mình bấm nha. Ok luôn. 1, 2, 3. Yeah. Ôi trời. Rất là. Nắm tay luôn, nắm tay luôn. Dễ thương hết. Làm như là trời sinh ra tụi nó để yêu nhau vậy mà. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. Dán tay rồi ha. Hung nụ hung đầu tiên đi ha. Trước khi mà xin phép bác cho con được hôn em thì con cũng muốn vài lời với em, là nói với em là anh không phải Xuân Diệu nhưng cũng biết làm thơ, mượn gió xin gửi nhờ nụ hôn dành tặng em. Trời đất ơi. Xin phép bác cho con hôn. Anh Linh ơi. Ngày mai dọn cơm anh ơi. Đúng anh rồi. Không phải nấu cơm mà người nấu cơm là em. Anh chỉ biết ăn cơm. Ăn cơm rồi em dọn. Tức là trước khi làm gì cũng đọc một bài thơ. Làm cái gì cũng đọc thơ hết trơn. Hai đứa là gọi là trai tài gái sắc, dễ thương lắm. Anh rất thích cặp đôi này. Và hy vọng tụi em sớm tìm hiểu nhau để có thể hai bên đi đến gặp gỡ nhau nha. Những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng hai đứa. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, về ra mắt hai họ đi. Rồi, hai đứa dẫn nhau đi ăn chè với uống trà sữa nè. Dạ, đi anh. Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai chồng nhá. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh trai bên kia. Xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Uyên. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang làm giảng viên đào tạo thẩm mỹ. Em là một chuyên gia tư vấn làm đẹp khuôn mặt theo xu hướng phong thủy và nhân tướng học. Em hiện tại đang có một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Ủa, có nghĩa là em làm việc ở Hà Nội hay là ở đây? Khi đăng ký chương trình này thì các bạn học viên cho em đăng ký ở đây vì em mở một cái trung tâm đào tạo ở đây. Ở đây. Nhưng mà cái thời gian dịch vừa rồi thì cái cửa hàng ở ngoài kia cũng
có cái sự xáo trộn vào trong này cũng có một chút, thì em vừa mới chuyển dồn hết về Hà Nội. Có nghĩa là bây giờ là em đang ở ngoài Hà Nội đúng không? Bây giờ em đang ở Hà Nội. Rồi xin mời nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Anh chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Phúc Thọ. Năm nay em hơn 40 tuổi ạ. Em đang là nhân viên lái xe cho công ty ạ. À, lái xe tải hay xe? Dạ, con là lái rồi. Xe con ạ. À, lái xe con. Dạ, hiện giờ thì đang làm việc ở quận Nhất ạ. Coi như là một người thành phố Hồ Chí Minh, một người tuốt Hà Nội đó. Nhưng mà vì công việc thì bạn Hà Nội có thể đi và ra đi vào thành phố Hồ Chí Minh, mà lái xe thì cũng có thể đi ra Hà Nội. Dạ. Không sao cả. Vấn đề là tình yêu đủ thăng hoa thì mình đi tới đâu cũng là vấn đề. Họ cho bên đàn gái biết về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em thì em chạy xe thì hơi nhanh, nhưng mà em dạo này thì cũng bớt nhanh rồi đó. Nhanh thì có an toàn không? Dạ cũng an toàn ạ. Nhanh thì cái cao tốc là phải nhanh rồi. Dạ. Nhưng mà an toàn. Thứ bảy chủ nhật thì em cũng nướng lắm ạ. Khuyết điểm gì nữa không? Dạ khi cũng hay nóng tính chút xíu ạ. Còn gì nữa? Hết rồi anh ạ. Ừ, như đó cũng là mệt rồi đó. Còn ưu điểm là biết nấu ăn, phụ giúp công việc nhà này kia. Rồi. Đó, vậy là ok rồi đó. Rồi bây giờ còn mình nè, mình nói cái điểm mạnh, điểm yếu của bên nhà mình nè. Em thì là một người cũng lành tính thôi, biết yêu thương, quý trọng người già, yêu trẻ em. Và em hòa đồng, em cũng là một người nhanh, nhạy bén trong công việc, em yêu công việc. Còn điểm yếu của em thì chắc là em có một chút cái tôi. Mọi người có cảm giác là em hơi khó tính một chút. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai cháu nhỏ. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Còn bạn trai, đường tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình kế còn tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 2 năm. Sau đó thì có cái việc nó không được may mắn nên em chia tay rồi. Dạ, có một con trai. Có nghĩa là em cũng đã có con rồi. Dạ, đã ly hôn rồi. Ồ, có nghĩa là như vậy là em cũng đã một em đã có một rồi, lần dạ, lỡ rồi. Chuyến đò chứ đâu phải là một lần. Con của em là đang ở với ai? Dạ con của em bây giờ thì đang ở bên bà ngoại. Bao nhiêu tuổi rồi? Bên mẹ phải không? Dạ 14 tuổi ạ. Rồi hiện nay em ở với ai? Dạ hiện giờ thì em đang ở quận 9, có một mình em thôi. Em ở nhà riêng hay là? Dạ nhà riêng. Em đi dị vợ em bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng gần 10 năm rồi anh. Gần 10 năm. Ồ, lâu rồi ha. Lâu rồi. Rồi 10 năm qua thì đi làm thôi. Dạ thì cũng đi làm mà cũng có ý định làm quen, nhưng mà do cái duyên đó, không có nên cũng chưa có tìm được người. Có rơi vào đâu đó nữa không? Không có anh ạ. Hỏi cho kỹ bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng ha. Dạ. Mình làm mai làm mối phải biết cho nó kỹ chứ không nó tội nghiệp người ta. Dạ. Nói chung là hai người đều lỡ chuyến đò. Lỡ một chuyến đò ha. Nhưng... Thì bây giờ là chị muốn hỏi em là một cái nửa còn lại của em lần thứ nhì này thì em muốn cái người phụ nữ đó phải như thế nào? Dạ em muốn một người phụ nữ sống chân thật, quan tâm đến gia đình này kia và biết nấu ăn. Em có quan trọng về ngoại hình không? Ngoại hình thì em nghĩ giống như kiểu Như Phúc hay là Thanh Trúc là được. Như Phúc Thanh Trúc coi Như Phúc Như Phúc Như Trúc gì hay là gì đây? Đây, xin mời ông giao lưu với nhà gái chúng tôi. Chào em gái. Nhìn về có ai nghĩ 35 tuổi không trời? Xinh rồi nha. Xinh mà trẻ trung. Anh nói ở đây Như Phúc cũng là em út anh thôi, nhưng bạn này cũng nét giống giống vậy đó, mà cũng mặt gương mặt cũng xinh đó. Em muốn một người mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Em muốn một người đàn ông trước tiên là phải biết hiếu thảo với cha mẹ, rồi gia đình là quan trọng nhất, vợ con. Người đàn ông không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không nói nhiều. Ngoại hình thì sao em? Em nghĩ rằng là một người mà đàn ông mà để em có cảm tình thì người đó có cái sự phúc hậu, sự nói chung là đàng hoàng tử tế là em thích rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ em đi với ai? Em đi với hai chị gái của em và một em trai đồng nghiệp ạ. Rồi, xin mời đại diện nhà gái. Em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào Dương Vân ạ. Chào, em chào nhà trai ạ. Em chào tất cả khán giả ạ. Em là Tuấn, là đồng nghiệp, cũng là em trai của chị Uyên ạ. Chị Uyên thì là một người khá là nhanh nhẹn, chỉ có điều là bởi vì là người phụ nữ kiểu từng đổ vỡ đấy, nên là chị ấy khá là mạnh mẽ và khó tin tưởng đàn ông thôi. Và em thấy anh Thọ ở đây thì là một người khá là hiền lành. Nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ.
Cảm ơn Cưng. Họ đi với ai? Dạ, em đi với cô ruột và chị làm chung công ty. À, mời nhà trai nào. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Tôi là cô của Thọ. Tôi không khen cháu của tôi, nhưng mà tôi biết là cái bản chất tuy rằng nóng tính, nhưng mà khi con nghe nói Thọ nói nóng tính thì con đừng sợ là sẽ đánh đập hay là gì, không có. Thì cô thấy qua cái sự giới thiệu của con thì cô cũng thấy là một người phụ nữ rất tốt. Thì bây giờ thì có thể là một cái chuyện hôn nhân là cái chuyện lâu dài, tại vì hai con đã từng có những sự đổ vỡ rồi. Thì bây giờ đây cũng là một cái cơ hội để hai con gặp nhau. Nếu có tiến tới hôn nhân và sống chung với nhau thì cái điều là rất tốt. Thì mỗi người trong cuộc sống này ai cũng có những cái khuyết điểm riêng. Thì nếu mà thực sự yêu thương và tha thứ cho nhau thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp nhất. Và cô mong ước những điều đó cho hai đứa như vậy. Yeah, xin cảm ơn anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Yeah, cảm ơn cô. Cô rất tuyệt vời những cái lời chia sẻ từ hai bên gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn đi nha. Đó. Thấy cái cảm xúc đầu tiên nha. Bắt đầu đi Thọ. Anh chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. À, anh tặng cho em đôi giày. Có dạ em không? Em rất thích, nhưng mà anh mua size bao nhiêu đấy ạ? Cho anh không nói số đi, em cứ thử nói. Em ngồi xuống đi, thử mang thế nào. Giống nó vừa dày là duyên tử số mà đó giày nha. Cô Tắm á, cũng cái mũi nhọn giống kiểu quỷu của em thích nè, đã thấy chưa? Dạ. Chắc là trời ơi vừa in luôn. Vừa không. Có nghĩa là vừa mà không có không xê xịch một miếng nào luôn. Mang nên luôn đôi mang mới luôn, luôn. Đây là mình ảnh đẹp đấy. Đây là một kỷ niệm đẹp đấy. Dạ anh ơi, em rất là thích đôi giày này. Nó không những khá vừa chân em mà cái màu rất nhã nhặn hợp với cái tính cách của em á. Mang luôn đi, mang luôn cho đủ cặp đi em. Đó, bỏ đôi cũ vô hộp đi, đóng lại. Đôi cũ đem cất vào bên trong. Đúng rồi. Mình thay đổi cuộc đời đi, đúng thay rồi, đổi mọi thứ cho lại nó đẹp. Em có bối rối, không cần phải bối rối gì cả. Dạ. Chuyện mang giày để anh lo đi. Rồi. Có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Em đeo ngay bây giờ, ngay và liền luôn. Em có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Biết đâu đôi giày ấy và cà vạt ấy mình sẽ mang và đeo đúng cái ngày nào ấy. Anh em có thích màu này không? Màu này đẹp. Dạ. Nếu sau này mà em và anh mà có duyên thì em sẽ cố gắng học thắt cà vạt và em sẽ thắt cho anh mỗi buổi sáng. Trời. Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau đi. Em muốn hỏi là anh có cái suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ đã từng đổ vỡ, hay nói đúng hơn là đã từng trải qua một lần hôn nhân như em? Anh thì anh thấy em người rất là dễ thương. Còn chuyện đổ vỡ thì đối với anh thì nó cũng không quan trọng. Tại vì mình đến với nhau là mình chân thật, mình chăm sóc cho nhau. Nếu như sau này mà mình đến với nhau thì con riêng hay con chung gì thì mình cũng quan tâm, chăm sóc và nuôi dạy cho lớn lên người tốt cho giúp cho xã hội. Nhẽ ra là em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng qua cái đợt dịch vừa rồi thì cái công việc của em nó thu hẹp lại, thì em dồn về cái cơ sở ở Hà Nội. Đó, thì hiện tại là em đang sống ở Hà Nội, thì em không biết rằng là cái khoảng cách địa lý như vậy thì có anh cảm thấy rằng là mình có muốn tiến tới một cái mối quan hệ mà bạn gái của mình ở quá xa như vậy không? Thì nếu được thì anh sẽ mua vé máy bay đi ra, và nếu như sau này mà em cảm thấy hợp thì mình sẽ chuyển về thành phố làm việc. Trong trường hợp mà em công việc của em ở Hà Nội mà em vẫn muốn giữ cái công việc ở Hà Nội và em muốn sống ở Hà Nội thì anh suy nghĩ như thế nào? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ra ngoài đó. Nghĩa là sẽ đi lại lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Anh có nghĩ rằng như vậy thì cái cuộc sống gia đình nó có được như anh mong đợi không? Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp. Một ý quay hỏi là anh có thể ở ngoài đó luôn được hay không đó. Dạ. Dạ cái này thì
để cho em thêm thời gian để em sắp xếp công việc. Nếu như nó hợp lý thì anh sẽ ra ngoài Hà Nội luôn. Đó. Mình có rung động gì với cô gái này chưa? Em có rung động. Có rung động. Bây giờ em cứ bước tới nắm tay cô gái ấy. Đấy. Để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Em muốn nói gì với cô ấy ngay bây giờ? Từ tận đáy lòng của mình, từ tận con tim của mình. Anh có một bài hát muốn tặng cho em. Anh dạ, em cảm ơn anh. Bằng lòng đi em, anh về quê đưa má lên liền. Mẹ cha lên hỏi rước dâu bằng xe bốn bánh. Áo cưới hình đôi bồ câu, hai đứa mình cùng mái tâm tình. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Trời ơi là... Đó, đàn ông Nam Bộ là người ta vậy đó em. Ta có làm sao, ta nói vậy chứ ta không có giấu giếm em ơi. Em có năng khiếu một chút về âm nhạc. Em có thể hát cải lương, có thể hát chèo, có thể hát quan họ, nhạc vàng các thứ. Anh thích nghe thể loại nhạc nào? Nhạc vàng anh nghe được, quan họ anh nghe được, cải lương anh cũng nghe được, không sao cả. Dạ anh muốn cải thì lương. Em cứ hát thì anh sẽ nghe thôi. Hát hết luôn ba loại thể loại. Cải lương thì thường là em thích, trước ấy, em thích nghe Mạnh Quỳnh với cả Phi Nhung hát những cái bài tân cổ. Em hát một đoạn thôi nhưng mà thực ra là mình cái nội dung của bài hát anh đừng ứng vào trong cái trường hợp của chúng ta nhá. Thì nó hơi buồn. Em trả cho anh những chồng thư cũ, là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa. Tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên, xin trả lại cho người. Hay quá! Chẳng ai đau xót ngậm ngùi, lưu giữ làm chi những tờ thư cũ, vì em sợ rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà nhớ thương người tình cũ. Đã chia phối mỗi người một ngã, hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Cảm ơn anh nhiều. Hay vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đủ để cảm nhận xem mình có bấm chiếc nút đó hay không. Cả hai để tay vào nút bấm. Hãy làm theo cảm xúc của mình. Các bạn đủ lớn để có thể cảm nhận tất cả điều đó. Nào. Nào, bây giờ bắt đầu nha. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do. Cho em nắm tay anh. Thực ra anh là một người đàn ông rất là tốt. Nếu như mà bất cứ một người phụ nữ nào mà lấy được một người chồng như anh. Tuy nhiên có một cái lý do để em không bấm nút, đó là khoảng cách của chúng ta quá xa. Lỗi là do em, bởi vì là trước là em làm việc ở trong này và em đã xác định là em sẽ vào trong này sinh sống. Thế nhưng mà cái điều kiện, cái lý do khách quan là do dịch Covid ạ, thì em, cái công việc của em thay đổi, em phải chuyển ra ngoài. Thì cái lý do em không bấm nút không phải là em chê anh bất cứ một lý do gì cả. Anh rất là tốt. Em chỉ lo lắng rằng là với cái tầm tuổi như chúng ta rồi, còn con, còn cái, còn công việc mà nó không có một cái gì chắc chắn, một cái gì đó mà mang lại cái tương lai cho cả hai, thì nó sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em. Em chúc anh hạnh phúc. Vậy thì em cũng cảm ơn em. Thì em cũng hy vọng rằng sau chương trình này em sẽ tìm một người phù hợp để yêu thương em và chăm sóc cho em và con em. Em cảm ơn anh nhiều. Chị thấy rất mừng mình. Đấy là hai bạn nên giữ liên lạc với nhau. Ít ra là bây giờ cứ đồng hành với nhau như là bạn bè đó, chia sẻ với nhau là chị thấy rất là tốt luôn. Đúng ra nếu anh là Như Thọ, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Anh sẽ ra Hà Nội, anh nói thẳng luôn. Bởi vì em cũng không có dứt khoát lắm, làm cho cô ấy có một vài cái điều suy nghĩ về khoảng cách. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm mà mình có được trong ngày hôm nay, để chúng ta có một hành trang đẹp trên con đường mình đi, và biết đâu hạnh phúc sẽ sớm đến một ngày nào đó với hai bạn nha.